Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Tượng đài xây lát nữ Việt Nam Huân Thị Thu Hồng bất ngờ qua đời ở tuổi 35. Thông tin nữ vận động viên Huân Thị Thu Hồng, tượng đài của xây lát Việt Nam một thời đã qua đời, đã để lại nhiều tiếc thương cho các đồng đội và người hâm mộ. Vào hồi 6 giờ 40 phút ngày 4 tháng 2, nữ võ sĩ danh tiếng của xây lát Việt Nam một thời, Huân Thị Thu Hồng tạ thế, chia tay người thân, gia đình và các đồng nghiệp ở độ tuổi 35. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng, Hồng bị phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, phát hiện bệnh tình trạng khi đã quá muộn, từ lúc phát bệnh tới khi qua đời chưa đầy 10 ngày. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng, Huân Thị Thu Hồng là cái tên trụ cột của xây lát Việt Nam trong những năm 2004 đến năm 2010, liên tiếp không có đối thủ ở các giải quốc nội và đạt thành tích ở những thảm đấu quốc tế. Hồng là vận động viên thi đấu rất tốt, xứng đáng thay thế đàn chị Trịnh Thị Mùi khi nghỉ thi đấu ở hạng 55kg. Cô là người sống rất nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn cố gắng tốt nhất ở các bài tập luyện về thể lực và sức, huấn luyện viên Hùng tâm sự. Là một trong các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam nói chung và vùng đất An Giang nói riêng, Huân Thị Thu Hồng 8 lần đứng trên bục cao nhất của các giải quốc tế, 6 huy chương vàng quốc gia. Đáng chú ý nhất trong số đó là cú Anh Ba năm 2009 tại liên tiếp 3 giải Đại hội Võ thuật Châu Á, Đại hội Thể thao trong mùa Châu Á và SEA Games 25 tại Lào.